Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc bố già của Trấn Thành tranh giải Bông Sen Vàng. Bố già Trấn Thành đạo diễn, đóng chính tranh giải cùng 26 tác phẩm ở Liên hoan phim Việt Nam. Từ ngày 18 đến 20 tháng 11 ở Huế, danh sách ban tổ chức công bố trong họp báo diễn ra sáng 22 tháng 10 ở Hà Nội gồm 4 hạng mục. Phim truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình. Hạng mục phim truyện vốn thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Có nhiều tác phẩm trải dài từ năm 2019 đến đầu năm nay, Bố già tác phẩm đạt doanh thu trong nước hơn 400 tỷ đồng sau khi ra rạp trong nước hồi đầu tháng 3. Là một trong những phim nổi trội tham gia, phim xoay quanh cuộc sống mưu sinh của ông Sang làm nghề chở hàng thuê. Sống cần kiệm, giản dị. Hôm 15 tháng 6 tác phẩm đạt 1,07 triệu USD khoảng 24,5 tỷ đồng sau 17 ngày ra mắt ở Mỹ. Tại họp báo, Cục trưởng Điện ảnh Vi Kiến Thành nhận được câu hỏi về tư cách dự thi của Bố già. Khi Trấn Thành nhà sản xuất, diễn viên chính đồng đạo diễn phim gặp rắc rối liên quan việc minh bạch từ thiện. Ông cho biết sự việc không ảnh hưởng tư cách dự thi của tác phẩm do chưa có kết luận từ cơ quan chức năng. Mắt biết tác phẩm của đạo diễn Victor Vũ từng đại diện Việt Nam dự hạng mục phim quốc tế ở Oscar góp mặt. Phim ra mắt đầu năm ngoái, doanh thu đạt 172 tỷ đồng. Dòm tác phẩm độc lập từng thắng ở hạng mục New Current giải cao nhất ở Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc năm 2019 cũng tham gia tranh tài. Một số phim ăn khách khác có mặt trong danh sách là Gái già lắm chiêu năm, Tiệc trăng máu, Song song. Năm nay, ban tổ chức nâng giá trị giải Bông Sen Vàng từ 40 lên 60 triệu đồng. Ngoài ra, cơ cấu giải thưởng có thêm hạng mục đạo diễn đầu tay và kỹ xảo dành cho phim truyện. Trị giá 15 triệu đồng. Giống như mọi năm, danh sách giám khảo hiện chưa được công bố để đảm bảo tính công bằng. Ban tổ chức đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn thời dịch. Các nội dung như thảm đỏ, hội thảo chuyên ngành không diễn ra, tránh tụ tập đông người. Một số phim tham gia hạng mục phim truyện sẽ được chiếu trên ứng dụng của Đài Truyền hình Việt Nam. Ban tổ chức kiểm soát lịch trình các đại biểu, khách mời, yêu cầu người tham dự liên hoan tiêm đủ 2 mũi vaccine. Có kết quả test nhanh COVID-19, Liên hoan phim Việt Nam do Cục Điện ảnh cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 2 năm một lần. Sự kiện nhằm biểu dương các tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo. Vinh danh nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật lần gần nhất sự kiện được tổ chức ở Vũng Tàu năm 2019. Với giải Bông Sen Vàng, phim xuất sắc được trao cho Song Lang. Các giải Bông Sen Bạc thuộc về Hai Phượng, Cua Lại Vợ Bầu và Truyền Thuyết Về Quán Tiên, lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.